À, Tùng Nếm, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi bộ quanh cái phố Bích Họa Phùng Hưng nhá. Chú bình thường nhá. Phố Bích Họa Phùng Hưng mới được vẽ được trong khoảng máy quay bạn ơi. Phố Bích Họa Phùng Hưng mới được vẽ được tổng khoảng hơn tháng nay thôi. Mình sẽ đi qua đây. Ok. Phải như là chụp đâu? Ở đây mới có hơn 18 bức mới được vẽ thôi. Xem một cái bánh hoa tổng hợp này. Chưa xong, con bác đi qua rồi. Hơi fail một tí khi mà đang nói chuyện với một thanh niên quá đáo. Đây thì mình đang ở chỗ phố Hàng Mã đây. Đi. Chỗ này là rạp hát mà lạc Việt này. Đây là một bức tranh sứ. Đây cũng có một bức tranh sứ nữa. Mình không thích tranh sứ lắm. Tranh gốm thì đúng hơn. Ở đây thì có chỗ này không phải là tranh nữa, mà đây là cái kiểu cái điêu khắc à, hay là chiều tượng à? Không phải điêu khắc. Ở đây là các bộ phận của cái xe. Biết rồi, nhưng mà các bộ phận của cái xe đã người ta đã đúc nhựa kiểu nhựa silicone, nhưng mà nó dạng chắc chắn và treo lên như này. Hôm nay thì mình có thấy có một thanh niên phá hoại đứng lên trên này. Rất nhiều thanh niên phá hoại đã đứng lên trên này. Và nếu như bạn nào mà xem video của mình mà thấy được cái thanh niên phá hoại nào chụp ảnh thì up lên nhé. Đây, cái chỗ phía đằng này các bạn đang thấy những cái thùng tôn ngày xưa. Từ thời năm 90 hoặc là 8 mấy đấy, cũng có, nhà mình ngày xưa cũng có này. Đi tiếp. Đây là gì? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Ở đây mình có thấy một bức một bức bích họa. Đây các bạn có thể thấy có ninja lít kìa. Và phố có vẻ giống phố Tây vậy đúng không? Phố Tạ Hiện đúng không? Có lẽ đây là phố Tạ Hiện đấy. Chúng ta sẽ đi tiếp tục. Thôi quay mặt ra đây. Cái bức họa này thì mình không biết là vẽ cái gì nữa. Ơi, mỏi ơi. Còn ở ngay phía đầu cổng thì chúng ta sẽ thấy một cái tuần lễ thời trang phố cổ. Cầu Long Biên. Ok, có lẽ là cái phố Bích Họa Phùng Hưng đã kết thúc rồi. Và hy vọng là sau một năm nữa, toàn bộ hơn 150 mấy cái vòng cầu như này sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kết hợp cùng các họa sĩ của người Hàn Quốc hoàn thiện. Và mình nghĩ là sau này nó sẽ thành một cái địa điểm thu hút mọi người đến đây để chụp hình và tham quan nhé. Bye bye mọi người nhé. Mình là Tùng Nếm.